Bây giờ chị sẽ kể một câu chuyện về nàng búp bê và cô nàng Hello Kitty này. Một ngày đẹp trời, cô nàng Hello Kitty đến chơi với cả búp bê Baby. Thì búp bê Baby vốn buổi sáng sớm ngủ dậy trông rất là xinh đẹp nhỉ. Ý mặc quần áo rất là lộng lẫy. Thì nàng Hello đến: "Xin chào, hôm nay bạn có món gì ăn không? Làm cho mình ăn với." Thì cô nàng Baby đã chuẩn bị những món ăn gồm hoa quả là ngô dứa này, nho này. Sau vì bạn đến nên là nàng đã chuẩn bị thêm cả món mực nữa. Đấy, mực làm trên cái thớt băm lên để cho lên dĩa. Trong đó thì đã hấp cả cua và tôm hùm. Hẳn có tôm hùm luôn. Tôm này chắc là tôm Alaska đây. Cho lên đây. Đấy, mời bạn ăn. Còn đây là con cua. Con cua này thì chắc là cua hoàng đế rồi. Đây, đây, đây. Rồi, có thêm cả món trứng này. Món trứng rán này. Đấy. Những đồ này là đều được bảo quản trong tủ lạnh của nàng. Còn đây là cái món đó. Cái bình đựng nước bằng pha lê của nàng này. Rồi, nào bây giờ thì là có thể mời bạn quên, phải lấy cái trứng ra đã nhỉ. Đây, cái này là cái chính là con chấm Mickey này, chính là để đảo trứng đấy. Cái này thì sẽ là để vớt cái con mực ở trong trong gì nhỉ, trong nồi ra. Thì khi mà chuẩn bị cho bạn thì sẽ chuẩn bị một dĩa thìa để ăn này. Thì nàng Baby xinh đẹp đã chuẩn bị xong rồi và mời bạn làm Hello Kitty đến thưởng thức đồ ăn. Thì trong lúc hai bạn đang ăn thì bỗng nhiên vì đây là quán vỉa hè thì nên là bỗng nhiên có xe cảnh sát đoàn xe cảnh sát đến. Thế là hai nàng sợ quá phải bỏ lại đồ ăn để chạy trốn mất. Trong lúc đấy xe cảnh sát vẫn đang truy đuổi thì bỗng nhiên có một chàng hiệp sĩ phi con xe dầu da cam đến đưa hai nàng đi trốn ở một trốn được cái xe cảnh sát nè. Thế là mấy chú cảnh sát đấy đi tìm vòng quanh không thấy. Tất nhiên là những cái món đồ quán vỉa hè này thì sẽ phải thu về trong kho rồi. Vậy là chàng hiệp sĩ khi mà cứu hai nàng công chúa thì đã chỉ cứu được hai nàng thoát khỏi cảnh sát thôi, chứ không giúp được giữ được những cái món đồ còn lại. Còn chàng hiệp sĩ đi lại thì lần sau sẽ các em sẽ rõ tiếp nhé.